Chào lưu nhiều người chạy khắp đền Angkor như trò chơi tempo run. Mới đây trên khắp các trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt những đoạn video ghi lại cảnh du khách thực hiện thử thách chạy khắp đền Angkor Wat ở Campuchia. Mô phỏng trò chơi tempo run nổi tiếng đã dấy lên nhiều tranh cãi về di tích lâu đời sẽ bị hư hại qua trào lưu trên. Theo báo chí địa phương chia sẻ, hành động này khiến một số chuyên gia lo ngại về nguy cơ gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với công trình nổi tiếng của Campuchia khi càng ngày lại có nhiều du khách chạy trên những bậc thang leo trèo quanh di tích văn hóa gần 1.000 năm tuổi này. Trò chơi Tempo Jun từng gây sốt cộng đồng mạng khi cán mốc 1 tỷ lượt tải vào năm 2024, lấy bối cảnh của một ngôi đền. Nơi đây nhân vật chính sẽ chạy liên tục và vượt những chướng ngại vật để cố gắng đạt nhiều điểm nhất có thể. Trước những nguy cơ tiềm ẩn phá hoại đền, ông Simon Warek, một chuyên gia bảo tồn tại khu di tích hơn 30 năm thất vọng chia sẻ nếu những du khách chạy nhảy ở Angkor Wat, điều đó không chỉ có nguy cơ làm hư hại những viên đá cổ khi mọi người va chạm, hoặc thậm chí xô đổ chúng, mà còn ảnh hưởng xấu trực tiếp đến giá trị tinh thần và văn hóa của nơi đây. Bên cạnh những bức xúc của ông Warek, những đồng nghiệp và quan chức quản lý tại quần thể Angkor cũng đều có chung nỗi lo ngại khi ngôi đền là nơi luôn được người dân tôn kính. Mỗi viên đá được coi là nơi chứa đựng linh hồn của tổ tiên, được con người nơi đây lưu truyền và giữ gìn các giá trị văn hóa trong nhiều năm. Điều này đã nêu bật lên những thách thức cho việc quản lý các di tích lịch sử khi phải cân bằng giữa thu hút du khách và bảo tồn các giá trị địa phương tại Campuchia. Người đàn ông đi trên dây băng qua eo biển Italy dài 3,6 km. Một nhà vô địch đi thăng bằng trên dây đã trở thành người đầu tiên băng qua eo biển Messina tại Italy với một sợi dây rộng chưa tới 2 cm. Vận động viên Jan Russe, 32 tuổi, là người đã ba lần vô địch đi trên dây cấp thế giới, đã phải đối đầu với gió và nhiệt độ thiêu đốt để hoàn thành chặng đường 3,6 km trong thời gian 176 phút. Dây đi thăng bằng mà Rus sử dụng trong thử thách là loại dây lỏng hơn dây thừng và chỉ rộng khoảng 1,9 cm. Anh khởi hành từ một tòa tháp ở Villa San Giovanni trên bờ biển Calabria vào lúc 8 giờ 30 phút sáng với những vật dùng cầm theo như nước và một bộ đàm dành cho trường hợp khẩn cấp trong chiếc ba lô nhỏ. Tuy nhiên, trong khi Rus đang thực hiện thử thách và gần về đến đích thì không may, anh mất thăng bằng và vấp ngã trong sự nuối tiếc của nhiều người. Vì vậy, anh cũng để vụt mất kỷ lục thế giới. Những khán giả trên bãi biển có thể nghe thấy tiếng thở hồn hển khi anh lơ lửng tại độ cao 250 mét so với mặt biển bằng một chiếc đai an toàn. Khi leo trở lại cọng dây, Rus đã ngồi trên đó và vỗ vào nó hai lần thể hiện sự thất vọng. Rus chia sẻ, trong lúc đi trên dây anh đã gặp một số vấn đề nhỏ khi gần đến đích, biển đột nhiên xuất rất nhiều cơn gió mạnh và khiến anh không thể đứng vững trên dây. Nhưng Rus thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì đã lập nên lịch sử và trở thành người đầu tiên đi trên dây qua eo biển tại Italy. Tuy đã vượt mất kỷ lục thế giới, nhưng khi vừa về đến Torre Faro ở đảo Sicily, Italia, Rus đã được khán giả chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt và các tiếng còi tàu vang lớn để chúc mừng anh đã hoàn thành thử thách. Lễ hội hoa rực rỡ tại xanh Petersburg Lễ hội hoa rực rỡ màu sắc được tổ chức tại thành phố xanh Petersburg của Nga đã thu hút các nghệ nhân cắm hoa giỏi nhất tại đây và nhiều nước trên khắp thế giới. Sự kiện do Ủy ban Phát triển Du lịch Xanh Petersburg tổ chức với kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch tại thành phố này. Lễ hội kéo dài trong vòng 2 ngày những người tham gia cuộc thi hoa sẽ tranh tài để chinh phục nhiều giải thưởng khác nhau của chương trình đưa ra. Sự kiện diễn ra với rất nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau như bó hoa đẹp nhất, trang phục hoa đẹp nhất, ô hoa đẹp nhất và mũ hoa đội đầu đẹp nhất. Một số du khách tham quan lễ hội phấn khởi chia sẻ, các tác phẩm hoa thật sự đã tiếp thêm năng lượng tích cực và chúng thật sự khiến các du khách mãn nhãn. Tất cả những người yêu hoa và yêu cái đẹp đã đổ về xanh Petersburg để đắm mình trong thế giới đầy màu sắc và hương thơm tại lễ hội hoa này. bộ sưu tập tiền xu đắt nhất thế giới sắp được đấu giá. Văn phòng Copenhagen của nhà đấu giá Mỹ Stack S. Bowers vừa công bố sẽ bán đấu giá bộ sưu tập đồng xu đắt nhất thế giới lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 9 sắp tới. Bộ sưu tập tiền xu gồm 20.000 đồng tiền cổ của doanh nhân Đan Mạch La Emin Bruan, trị giá hơn 72 triệu đô la Mỹ, sẽ được bán đấu giá sau 100 năm phòng ấn. Bruan là ông trùng của ngành bơ Đan Mạch, sinh năm 1852 và qua đời vào năm 1923. Trong suốt 6 thập kỷ, ông đã tích lũy và sở hữu bộ sưu tập gồm nhiều đồng tiền xu, tiền giấy và huy chương. Trong di trúc, phòng trường hợp những đồng xu bị phá hủy, ông Bruan yêu cầu cất giữ bộ sưu tập này vào những chiếc tủ đặc biệt và giữ chúng trong 100 năm để làm nguồn dự trữ cho bộ sưu tập quốc gia. Theo báo chí địa phương đưa tin, ông Brun đưa ra quyết định này sau khi chứng kiến mức độ tàn phá của Thế chiến thứ nhất, nên địa điểm ông chọn cất giấu những đồng xu quý giá này là nơi rất bí mật và ít người biết đến. Đáng chú ý nhất trong lô đồng xu này, có những đồng tiền vàng của vua Han từ năm 1496, dự kiến được đấu giá khoảng 670.000 đô la Mỹ vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Bàn ăn tối cộng đồng dài nhất nước Bỉ Tại Bỉ, hàng nghìn người dân thành phố Engerp đã cùng nhau tham dự bữa ăn tối iftar của người Hồi giáo và lễ phục sinh của người theo đạo cơ đốc trên chiếc bàn dài 2 km ở đường phố của nước này. Vào năm 2023, có khoảng 2.500 người đã cùng tham dự bữa tối trên chiếc bàn dài 1 km, còn năm nay sự kiện với tên gọi là 2 km cùng bàn, đã phá kỷ lục về chiếc bàn ăn tối cộng đồng dài nhất ở nước Bỉ, với số lượng lên đến hơn 6.500 người đăng ký tham gia. Sáng kiến bàn ăn tối dài nhất nước Bỉ do thành phố Engop cùng với nhiều đối tác khác nhau tổ chức, với mục đích giúp mọi người thuộc tôn giáo khác nhau có thể cùng hòa nhập và gắn kết.